Rồi, xin chào các anh em. Hôm nay mình nhận được cái câu hỏi là một số các anh em có hỏi là cái đầu ghi mà khi cắm lên màn hình TV nó bị màn hình nó bị thiếu góc như này. Nó sẽ bị hiển thị, nó bị thiếu cái góc. Đó. Nó không hiển thị đầy đủ anh em ạ. Nó bị thiếu một chút. Đây, ví dụ như góc dưới này, đây các cái thanh công cụ nó bị thiếu này. Hay là ví dụ như phía bên này thì thanh ngày giờ nó bị thiếu này, thì cái này không không chỉnh trên đầu ghi nhé, mà là chỉnh trên màn hình anh em ạ. Rồi, chúng ta lấy cái điều khiển của màn hình này, chúng ta vào một chế độ hình ảnh này. Đây là cái con Samsung nhé, con Sony thì nó cũng giao diện nó cũng hơi khác một chút, nhưng mà anh em cứ tìm cái mục kích cỡ hình ảnh, rồi mục kích cỡ hình ảnh này, và chúng ta so vào cái chỗ vừa màn hình này. Nó đang để là tự động hoặc là đang để là tắt thì chúng ta chọn chữ bật. Đó. Bật nhá. Rồi, khi mà anh em vừa bật xong thì anh em sẽ nhìn thấy là cái màn hình nó đã tràn vừa đủ full màn hình luôn, không bị thiếu bốn góc nữa. Được chưa? Đấy. Các góc dưới này, các thanh công cụ đã đầy đủ này để chúng ta có thể tua nhanh này. Được chưa? Rồi, cái khung lịch cũng đã hiện ra đầy đủ rồi. Đó. Thì các anh em chỉnh trên màn hình TV nhá, chứ không phải chỉnh trên đầu ghi nhá. Rồi, cái này áp dụng cho tất cả các loại đầu ghi Hikvision, đầu Dahua, KB Vision, UNV. Cái này là lỗi hiển thị ở trên TV chứ không phải là do đầu ghi. Thì anh em cứ chỉnh lại nhá. Chúng ta sẽ vào lại này. Mục setting này. Mục hình ảnh này. Và chúng ta chọn là kích cỡ hình ảnh, và chỗ vừa màn hình này chúng ta chọn là bật nhá. Chọn bật nhá, không chọn tắt và hay là tự động, không được, chúng ta chọn bật đi. Ok. Rồi, xin cảm ơn các anh em nhá.